huy chương vàng. Tuyệt vời, bước một. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Trước mắt chúng ta sẽ là nội dung trên 89kg của bộ môn cử tạ của kỳ SEA Games 32 được diễn ra tại Campuchia. Và giờ đây áp lực sẽ dồn về phía của Ban Nha trong phần thi snatch. Hôm nay thì cử tạ Việt Nam cũng có cho mình thêm một tấm huy chương vàng trong buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng Trần Đình Thắng sẽ tiếp tục mang về vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Và sau đây sẽ là phần thi của Ban Nha. Biển đến từ xứ sở chùa vàng. Với mức tạ là 150kg. Bằng với mức tạ của Trần Đình Thắng. Đó là một tình huống thi đấu thành công đến từ vận động viên Thái Lan. Với mức tạ là 150kg. Ở lần thứ đầu tiên là 148 thì anh không thành công. Có một chút sai lầm đến từ vị trí của tôi nên là đây sẽ là nỗ lực của Trần Đình Thắng. Tiếp đến sẽ là Ban Nha đến từ Thái Lan. Và vận động viên đến từ Thái Lan đã nâng mức tạ đăng ký của mình lên 155kg. Các vận động viên sinh năm 2000 đến từ Thái Lan. Hai bên đang bứt tốc để tạo ra một khoảng cách nhất định để bước vào phần thi Clean and Jerk, nơi mà mức tạ ban đầu mà Ban Nha đăng ký là 190kg, bỏ xa so với mức tạ 182 của Trần Đình Thắng. Cuộc đua song mã giữa hai vận động viên đến từ Việt Nam và Thái Lan. Cùng xem Ban Nha có thể thực hiện thành công lần thử thứ hai của mình với mức tạ 155kg hay không. Sự tự tin là có đến từ Ban Nha.
Cố lên Thắng ơi. Cổ động viên ít ỏi đang có mặt trong nhà thi đấu sân Olympic đang cổ vũ cho Trần Đình Thắng để mong anh có thể tạo nên kỳ tích. Quyết định là không phải là một tình huống đăng tạ thành công đến từ Trần Đình Thắng. Và phần thi cuối cùng của nội dung snatch đến từ Panya 157 kg. Rất đáng tiếc đến từ Trần Đình Thắng. Ở mức hạng cân thi đấu trên 89 kg thì Ban Nha vẫn đang cho thấy sự thống trị của mình. Phần thi snatch và với kết quả hiện tại thì cuộc đua giữa Trần Đình Thắng đến từ Việt Nam và Panya vẫn đang rất rộng mở. Chào mừng các bạn đã quay trở lại, chúng ta chuẩn bị đến với phần thi clean and jerk và người sẽ có tình huống lên thi đấu đầu tiên đó là Panya đến từ Thái Lan. Anh chọn mức tạ sẽ là 195 kg. Giữa anh và Trần Đình Thắng đang cực kỳ căng thẳng và lượt thử đầu tiên sẽ thuộc về cho vận động viên đến từ Thái Lan. Không có gì khó khăn từ Ban Nha. Good lift. Còn đối với Trần Đình Nam thì anh sẽ khởi đầu với mốc tạ là 1202. Cuộc đua bây giờ chỉ là còn giữa Việt Nam và Thái Lan, trong khi Myanmar với Yan Myo Kwan đã chính thức về vị trí thứ 3. Cùng chúc cho Trần Đình Thắng. Như vậy Trần Đình Thắng đã điều chỉnh mức tạ của mình xuống 196 cho lần thử đầu tiên. Cố lên nào Trần Đình Thắng. Bước 1 tốt. Thì ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã có những khiếu nại. Sẽ một tình huống trách vai sao? Trần Đình Thắng sẽ vươn lên đỉnh đầu. Và khiếu nại thành công. Và Trần Đình Thắng hoàn thành mức tạ 196 một cách xuất sắc.
Và giờ đây áp lực sẽ lại về phía của Pania. The competition continues. Notice we need 200 now. Thành công. Và bây giờ thì cả hai vận động viên đến từ Thái Lan và Việt Nam sẽ chọn cho mình mức tạ là 200 kg. Và người đầu tiên sẽ thực hiện điều đấy sẽ là Pania đến từ Thái Lan. Và lần thử thứ hai. Nếu Pania thực hiện thành công thì anh sẽ vươn lên dẫn đầu cho bản tập sắp. Pania vẫn đang hơn Trần Đình Thắng trên tổng điểm là 4 điểm. Đây sẽ là mức tạ cuối cùng mà Pania thực hiện ở trong phần thi của mình. Những gì Pania thể hiện xuyên suốt kỳ SEA Games 32 là rất ấn tượng. Và liệu Pania sẽ đem lại thêm huy chương vàng cho đoàn Thái Lan hay không? Hay là Trần Đình Thắng sẽ có pha lộn ngược dòng đầy kinh điển? Thank you.
209 kg. Và nếu thành công thì anh sẽ có cho mình tấm huy chương vàng. Chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi chờ đợi. Sẽ có tình huống xem lại băng hình. Và nếu trả lời thành công thì Việt Nam sẽ có cho mình tấm huy chương vàng thứ hai trong ngày hôm nay của bộ môn cử tạ. Chưa như vậy là vẫn đang rất căng thẳng. Thành công! Niềm vui vỡ hòa đến cho đoàn cử tạ Việt Nam! Huy chương vàng! Thật là không thể tin được. Một pha lội ngược dòng thần thánh Trần Đình Thắng. Và cân 89 kg đổ lên, Trần Đình Thắng đã mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Bản nhà đã rất hay, nhưng mà Trần Đình Thắng còn xuất sắc hơn thế. Xin chúc mừng Trần Đình Thắng với thành tích này. Và xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo trên kênh Sàn Thể Thao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là toàn bộ thành viên của đoàn cử tạ Việt Nam. Chiến thắng tuyệt vời của Trần Đình Thắng và niềm vui không tả hết đến từ những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành cùng Trần Đình Thắng trong suốt chặng đường này.